Bây giờ về cái danh pháp và tên gọi anh xin thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý là về tên gọi thì ở đây người ta sẽ có một số loại tên gọi như sau này. Anh xin nó có hai cái cách gọi tên. Cách gọi tên thứ nhất đó là gì? Đó là người ta lấy cái tên cơ chất người ta cộng với cái đuôi asa thì nó sẽ ra được cái tên của enzyme đó. Thì đây chúng ta có ví dụ như chúng ta có ure thì đó là cơ chất, và thì cái enzyme của nó sẽ là urea. Rồi dưới đây chúng ta có thêm là một cái ví dụ nữa là fructose-1,6-bisphosphate, đó là cơ chất, vậy thì cái enzyme của nó là urea, cái fructose-1,6-bisphosphate được nha. Đó, tức là cái đuôi phía sau của nó là ASC thì chúng ta gọi đọc là ASA nha. Đó. Rồi một cái nhóm enzyme mà chúng ta không thể nào mà có cái đuôi, đó là một cái gọi là một cái bất quy tắc rồi đó, là chúng ta phải nhớ đó. Đây là những cái enzyme mà thủy phân cái protein ở trong hệ tiêu hóa, pepsin. À, cái tên này không thay đổi gì, không có pepsina gì trong này hết, pepsin thôi. Pepsin là enzyme thủy phân liên kết peptide ở trong dạ dày. Trypsin và chymotrypsin là enzyme thủy phân liên kết peptide ở trong ruột non. Yeah. À, vậy thì những cái enzyme này nó không có cái cộng đuôi gì hết, nó là cái tên nó là như vậy. Rồi. À, về danh pháp quốc tế thì mỗi enzyme nó sẽ có một cái mã số. Đó, thì người ta viết tắt ở đây là IC. Mã số này gồm có 4 số, IC đầu tiên là IC. À, sau đó nó là số 3, là số thứ nhất. Số 4 là số thứ hai, số 21 là số thứ ba và số 4 là số thứ tư. Đó, vậy thì chúng ta có là mỗi cái enzyme nó có một cái ký hiệu như thế này, tức là nó có một mã số. Ha. Rồi bây giờ ý nghĩa của từng cái con số trong cái mã số này là gì? Số thứ nhất đó là loại enzyme. Vậy thì bây giờ mình nhìn vào đây mình thấy con số đầu tiên của mình là số 3 thì chắc chắn mình cứ nghĩ là nó là enzyme loại 3 rồi. Bây giờ vậy nhưng mà enzyme loại 3 là enzyme gì thì xíu nữa chúng ta sẽ nhìn vào các bảng phân loại chúng ta sẽ biết. Rồi. Số thứ hai là nhóm, nhóm 4. À, tại vì trong mỗi cái loại enzyme như này nó được chia làm nhiều nhóm. Rồi trong mỗi nhóm nó lại chia được thành phân nhóm, đây là số thứ ba. Và cái cuối cùng là số thứ tự, tức là số thứ tự giống như là tôi tìm ra thằng này trước thì chúng ta sẽ đặt số trước, còn nếu mà tìm ra sau thì đặt số sau đó. Yeah. Vậy cơ bản là người ta sẽ có mỗi cái enzyme nó có một cái mã số gồm có 4 số như vậy. À. Rồi. Bây giờ làm sao để chúng ta biết có bao nhiêu loại enzyme thì chúng ta phải nhìn vào bảng phân loại. À, vậy thì chúng ta thấy rằng là bảng phân loại của chúng ta là có 6 loại. Nên vì thế trong cái số đầu tiên trong cái mã số đó, số thứ tự đầu tiên trong mã số đó thì nó chỉ có bộ 6 số thôi. À, một trong những 6 cái số này. Đó. Rồi. À, enzyme loại 1. Và cái tên của enzyme loại 1 này là gì? Nó là oxidoreductase, và enzyme này nó xúc tác cho loại phản ứng nào? Tức là xúc tác cho phản ứng oxy hóa cử. Đó, tức là cái cách phân loại này là dựa theo kiểu phản ứng để người ta phân loại. Được chưa? Rồi, cái enzyme loại 2 là enzyme có tên là gì? Đó là transferase. Và enzyme này xúc tác cho loại phản ứng nào? Đó là phản ứng chuyển nhóm chất. À, chuyển nhóm chất transferase. Rồi, cái enzyme loại 3 đó là enzyme có tên là hydrolase, và enzyme này xúc tác cho phản ứng thủy phân. À, enzyme loại thứ tư đó là enzyme có tên là lya. À, lya đó là một cái enzyme mà cắt cái liên kết carbon 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 carbon
trong cái đặc hiệu về phản ứng đó. Nếu chúng ta có một cái enzyme có đuôi là decarboxyla đó, là enzyme cắt cái liên kết carbon carbon để nó cắt bỏ đi cái nhóm chất COH đó. Rồi enzyme loại 5 đó là enzyme có tên là isomera, và enzyme này xúc tác cho phản ứng chuyển nhóm chất nội phân tử đó, tức là đồng phân hóa đó ha. Và enzyme thứ 6 đó là enzyme liga là sinta. Vậy thì cái enzyme này xúc tác cho phản ứng liên hợp nối lại nhưng mà có sự sử dụng ATP đó, tức là khi mà các bạn có hai thanh sắt, bây giờ các bạn phải nối nó lại. Vậy thì khi bạn muốn nối nó lại thì bạn phải sử dụng năng lượng bạn nối, và những cái enzyme kiểu như vậy thì người ta gọi đó là enzyme sinta, tức là phải sử dụng ATP để nối, đó là một cái dạng năng lượng nội bào ha. Rồi thì cái này là ví dụ ha. Rồi bây giờ nói về các yếu tố mà ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy nè,
các yếu tố ảnh hưởng hoạt động enzyme thì dựa vào các cái đơn vị hoạt động enzyme để người ta làm những cái gì, để người ta xác định các cái tốc độ của, tức là một cái tốc độ của một phản ứng thôi đó, tức là người ta muốn biết được cái tốc độ phản ứng nó như thế nào thì người ta dựa vào cái hoạt động enzyme đó. Rồi người ta khảo sát cái sự biến thiên của độ hấp phụ này, rồi người ta có thể tính tốc độ biến thiên của độ phụ tỷ lệ với tốc độ phản ứng đó. Nói chung là chủ yếu là người ta dựa vào trong các kỹ thuật enzyme để từ cái đơn vị hoạt động đó để người ta ứng dụng vào trong các cái kỹ thuật lượng enzyme chính đó. Rồi bây giờ để khảo sát được cái hoạt động của một enzyme, tức là một cái yếu tố ảnh hưởng đến 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 hoạt động enzyme, thì người ta sẽ phải xác định được cái đơn vị hoạt động người ta định nghĩa như thế nào. Thì thật ra cái đơn vị hoạt động đó chính là cái yếu tố, tức là một cái đơn vị mà người ta dựa vào vận tốc phản ứng để người ta đánh giá ha, hoặc là gọi là đơn vị hoạt động hoặc là hoạt tính của một enzyme là người ta sẽ dựa vào vận tốc phản ứng đó. À, nhưng giống như chúng ta có hai thằng, bây giờ chúng ta nhìn vào hai thằng, một thằng đó là mập, một thằng đó là ốm, đúng không? Thì bây giờ mình xem mất cái nhìn về thể trạng hai thằng thôi, mình cũng chưa chắc là mình biết thằng nào nó chạy nhanh hơn thằng nào đó, mình chỉ đoán thôi. Vậy thì mình muốn biết được nó thằng nào chạy nhanh nào thì mình phải cho nó chạy trên một quãng đường mình xác định, đúng không? Bấm thời gian, sau đó mình tính ra có một cái đơn vị để mình so, đó là vận tốc. Vậy thì để biết được hai thằng mà thằng nào chạy nhanh chạy chậm thì mình phải biết được vận tốc của hàng đó. Vậy thì bây giờ để biết được cái hoạt động của một enzyme thì enzyme này xúc tác phản ứng mạnh hay yếu thì mình phải dựa vào một cái đơn vị vận tốc để mình tính. Vậy thì cái đơn vị mà vận tốc phản ứng đó người ta gọi đó là đơn vị hoạt động của enzyme đó, tức là đơn vị hoạt động enzyme là dựa vào vận tốc phản ứng. Nhưng mà bây giờ vận tốc phản ứng thì người ta tính như thế nào? Thì ví dụ như đây người ta cho một phản ứng là A tạo thành B. A là cơ chất, B là sản phẩm. Vậy thì bây giờ làm sao để tính? Thì đơn giản, nếu mà mình tính vận tốc của một người chạy thì mình lấy quãng đường chia cho thời gian. Nhưng mà vận tốc phản ứng thì mình tính bằng cách nào? Thì mình lấy nồng độ, tức là biến thiên nồng độ của sản phẩm, hoặc là biến thiên nồng độ của cơ chất, và chia cho biến thiên thời gian. Thì bây giờ ở đây chúng ta có này V0. V0 là vận tốc á, phản ứng á. Vậy thì nếu mà mình tính theo cái nồng độ của cơ chất thì sao? Thì mình sẽ đo, ví dụ như mình đo khoảng thời gian là 1 phút, cứ mỗi 1 phút mình đo cái nồng độ của chất A một lần đó. Thì bây giờ mình đo thời điểm 0 phút, 0 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi mình tính ra các delta nồng độ của nó, lấy cái thời điểm 3 phút trừ cho thời điểm 2 phút, mình có một cái delta nồng độ thứ nhất, lấy 2 phút trừ cho 1 phút, lấy 1 phút trừ cho 0 phút 0 giây, thì mình sẽ có ba cái khoảng delta delta nồng độ cơ chất thường người ta dựa vào giá trị UD để mình tính. Rồi thì đó là biến thiên đó. Rồi bây giờ mình có ba cái khoảng thời gian, là mỗi khoảng thời gian là 1 phút, vậy thì cái thời gian delta chúng ta là 1 phút, đúng không? Vậy thì bây giờ mình lấy cái biến thiên nồng độ của cơ chất A đó, mình chia cho biến thiên của thời gian là mình sẽ tính ra được cái vận tốc. Nhưng mà ở trong cái công thức này nè, mình để ý mình thấy rằng là người ta để là dấu trừ ở trước trong phản ứng, trong cái công thức mà tính theo nồng độ của chất A. À, vậy bởi vì sao mà người ta phải để dấu trừ? Bởi vì vận tốc để âm được. Nhưng cái giá trị delta nồng độ của chất A chúng ta là âm, đúng không? Bởi vì cái sau theo thời gian phản ứng thì cái nồng độ của chất A như thế nào? Giảm dần. Nên mình lấy cái sau mình trừ nồng độ sau, mình trừ nồng độ trước thì chắc chắn nó ra số âm rồi. Nên vì thế người ta phải để dấu trừ ở trước. Được chưa? Đó, vậy thì lưu ý là nếu mà mình tính theo cái nồng độ của chất A để mình tính ra được vận tốc phản ứng thì mình lấy cái biến thiên nồng độ của chất A mà và để dấu trừ trước chia cho biến thiên thời gian. Được chưa? Rồi, cách thứ hai mình không tính theo nồng độ chất A, mình sẽ tính theo nồng độ của chất B. Vậy thì chất B thì theo thời gian vẫn sẽ như nào? Sẽ tăng. Nên vì thế chúng ta sẽ tính như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nè, chúng ta lấy biến thiên nồng độ của chất B thì cũng giống như nãy mình lấy cái nồng độ chất B thời gian sau mình trừ cho thời gian trước thì nó sẽ là số dương, nên mình đâu có cần phải để dấu trừ đó, và mình cũng tùy cho cái biến thiên thời gian, và thì mình sẽ tính ra được cái vận tốc phản ứng. Vậy thì khi đó mình sẽ so, nếu vận tốc phản ứng của cái enzyme này xúc tác nó mạnh hơn, lớn hơn đó, thì mình gọi là cái hoạt độ enzyme nó như nào, lớn mạnh hơn đó. Đó, thì ở đây người ta tính cái
đơn vị học độ là như vậy. Các cái đơn vị học độ đây thì nói chung là người ta có nhiều cái đơn cách cái đơn vị để tính, đó là V0, ví dụ công ty công thức này V0. Còn cái đơn vị người ta có thể sử dụng khác đó là U hoặc là Kata. Thì bây giờ U hoặc Kata thì cách nào người ta cũng phải sử dụng V0 rồi lấy cái giá trị V0 này nhân với một cái hệ số. Hệ số này thì khi nó ra U rồi nhân một hệ số nó sẽ ra Kata, tức là người ta quy đổi thôi. Đó, được chưa? Rồi bây giờ về các yếu tố ảnh hưởng thì bây giờ ví dụ như hồi xưa chúng ta hay hay khảo sát đó là gì, khảo sát về nhiệt độ, về khảo sát về pH đối với enzyme là alpha amylase từ tuyến nước bọt. Thì bây giờ muốn biết được cái ở nhiệt độ nào nó xúc tác cho enzyme sẽ ra mạnh hơn thì người ta không phải dựa vào cái vận tốc phản ứng, tức là dựa vào đơn vị học độ để người ta xác định. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy nè, nó có khá là nhiều các cái yếu tố ảnh hưởng đó, ví dụ như nồng độ của cơ chất, nồng độ của enzyme, nhiệt độ, pH, vân vân đó. Vậy thì bây giờ ở đây trong cái đồ thị này cho chúng ta về cái yếu tố đó là nồng độ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà một cái phản ứng mà chúng ta cho cái nồng độ cơ chất quá nhiều thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, đúng không? Khi mà một phản ứng mà chúng ta cho nồng độ của một enzyme trong đó nó quá nhiều thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vận tốc phản ứng. Đó. Vậy thì bây giờ đây chúng ta có nè. Bây giờ trong cái khảo sát này người ta sẽ làm thế nào? Khảo sát này thì người ta sẽ tăng nồng độ cơ chất theo thời gian. Đó, và giữ nguyên nồng độ của enzyme. Đó thì cái trục tung chúng ta là giá trị vận tốc phản ứng, tức là học độ enzyme là V0 đó. Trục hành của chúng ta là nồng độ của cơ chất. Vậy thì chúng ta thấy nồng độ cơ chất chúng ta tăng dần. Vậy thì khi mà chúng ta tăng dần nồng độ cơ chất tăng 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 thì chúng ta thấy ví dụ từ điểm A mình tăng lên điểm B, tăng đây thì cái vận tốc tăng lên điểm B, rồi tăng lên tiếp thì cái vận tốc tăng lên điểm C, chiếu qua đúng không? Vậy thì mình thấy rằng là khi mình tăng nồng độ cơ chất lên thì mình thấy vận tốc vẫn sẽ tăng. Nhưng từ C này, từ ngay vị trí này mình tăng lên nữa, nồng độ tăng lên nữa thì cái vận tốc không tăng nữa. Vận tốc không có tăng được nữa. Vậy thì cái từ điểm C này trở đi người ta gọi là điểm bão hòa về cơ chất, tức là bây giờ mình tăng cơ chất kiểu gì nó cũng cũng không phản ứng nữa. Bởi vì khi đó nó đạt ở trạng thái bão hòa rồi, tức là nó nhiều quá. Nhiều quá, cái cạnh tranh về cái trung tâm hoạt động enzyme mà dẫn đến là vẫn không xảy ra, không tăng nữa. Thì đó là cái kiểu mà ảnh hưởng của nồng độ cơ chất. Đối với kiểu nồng độ ảnh hưởng của enzyme, tức là mình giữ nguyên cơ chất và mình tăng nồng độ enzyme thì mình thấy rằng là cái đường này nó đi theo một cái đường thẳng luôn. Và người ta gọi đây là tăng theo kiểu tuyến tính, tức là khi các bạn tăng nồng độ enzyme thì cái vận tốc phản ứng sẽ tăng theo tuyến tính. Được chưa? Nhưng mình sẽ tăng đến một thời điểm nào đó là cái vận tốc phản ứng sẽ đi về điểm không, chứ không phải là chúng ta thấy là cứ tăng lên là tăng mãi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ chất đó như nào nó hết đi thì cái vận tốc phản ứng nó sẽ đi về không đó. Nên vì thế nó chủ yếu là cái đoạn đầu thôi, chứ còn những cái đoạn sau 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 chúng ta tăng nữa thì đi về không. Rồi tăng tuyến tính nghĩa là như thế nào? Khá đơn giản này, nếu mình tăng nồng độ enzyme lên một lần thì vận tốc phản ứng sẽ tăng lên một, rồi tăng lên hai lần thì vận tốc phản ứng sẽ tăng hai, tăng lên ba lần vận tốc phản ứng sẽ tăng lên ba, và tăng lên bốn lần vận tốc phản ứng sẽ tăng lên là bốn. Nhưng mà mình tăng lên năm lần vận tốc phản ứng sẽ giảm, thì nghĩa là từ cái đoạn đó trở đi là không tuyến tính nữa, được chưa? Đó, vậy thì nếu mà mình tăng nồng độ enzyme lên thì mình thấy rằng là cái vận tốc phản ứng sẽ tăng theo tuyến tính. Rồi. Thì cái hình này là hình nó mô tả cho chúng ta về cái yếu tố là nồng độ cơ chất đó. Mình cứ tăng 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 này, điểm A này, mình tăng lên điểm B này trên cái hình trước này, điểm A, điểm B, điểm C này. Đó, mình nhìn ở phía sau này. A này, B này, C này. C nó không tăng nữa bởi vì sao? Bởi vì á cái nồng độ cơ chất nó nhiều quá mà enzyme này nó ít nên dẫn đến là cạnh tranh với nhau. Đó. Rồi, hai yếu tố quan trọng nữa đó là yếu tố nhiệt độ và pH. Thì cái này hai yếu tố này trong thực hành chúng ta đã từng khảo sát. Đó. Vậy thì bây giờ đây chúng ta thấy rằng là nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi cái enzyme nó có một cái nhiệt độ hoạt động tương ương. Vậy thì tại cái nhiệt độ tương ương này thì vận tốc phản ứng sẽ là cao nhất. Gần như chúng ta để đây chúng ta thấy 100%. Đó, cao nhất. Rồi tương tự như vậy, pH cũng vậy, là mỗi enzyme nó có một cái pH hoạt động tương ương. Vậy thì tại cái pH hoạt động tương ương đó thì enzyme nó có một cái vận tốc độ cao nhất. Được chưa? Đó. Rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta lại tăng hoặc là giảm so với cái nhiệt độ tương ương hoặc là pH tương ương đó thì enzyme nó sẽ như nào? Tính nó sẽ giảm đi. Đó.